Rồi, đây là nguyên liệu để làm hoa chuối chiên. Hai cái hoa chuối. Cắt. Chuối này là chuối gì? Chuối gì cưng? Chuối này chuối gì? Chuối xiêm. Xiêm. Chuối xiêm mới được. Chuối kia không được hả? Chuối thường không được hả? Chuối già nó chát cái gì? Có mẹ. Chế biến mình phải ngâm bỏ với nước muối với chanh cho nó đừng bị đen. Ngâm nước muối với chanh. Tách bỏ cái bỏ cái lớp vỏ già hay gì? Tách bỏ cái này nè để nó đang. Chết quá, bỏ cái đó ra, bị nhầm lệ rồi bào. Bỏ lại mới bỏ mấy cái già. Nó đâu rồi? Nó là quẹt quẹt. Nhưng mà trong này là hết trắng rồi nè đúng không? Rồi ta sắc, rồi ta sắc tới đây nè. Xong rồi cái này bắt đầu lột. Ta cầm nguyên cái bắp ta lột dễ. Ta về nè. Ta bào ngang tới đây nè, tới cái con của nó xong rồi mới. Rồi biết rồi, biết rồi, hiểu rồi. Ta cầm bao ta bào nhập còn nguyên cái bắp thì ta bào mấy hồi. Mấy cái này không ăn. Ủa non lấy không chết à. Để nó ngửa cho bơi. Đây là chúng ta xả mũ ra nha. Yeah.
cho nước liền cho nó giòn. Ủa. Rồi vậy nó hơi nhão á. Đường muối hết luôn. Cay không? Cay bỏ miếng ớt vô. Rồi cái này tới cái công đoạn này, ai muốn ăn cay thì bỏ thêm miếng ớt vô.
Vừa ăn rồi. Vừa ăn rồi. Với cái món ăn này mình cảnh báo các bạn nha, ăn cái này dễ gây ghiền. Chiên cháy, chiên nó vàng thêm một miếng nữa mới được, nó mới giòn, ngoài giòn trong béo nó mới ngon. Nói chung là thành công rồi các bạn.